Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Sport Ngọc Hoài. Trong video ngày hôm nay, anh Ngọc tiếp tục chia sẻ cho quý vị và các bạn một cái dòng mặt vợt nữa, đó là dòng mặt vợt Tenere 05. Ở video trước mình chia sẻ cho quý vị và các bạn đó là dòng mặt vợt Tenere 64 về tính năng, về thương hiệu cũng như là về thông số của hãng Butterfly. Thì quý vị và các bạn một lần nữa sẽ được chia sẻ một dòng mặt vợt liên quan đến cùng họ, đó là dòng họ Tenere. Thì mặt vợt ngày hôm nay mình chia sẻ đó là dòng mặt vợt Tenere 05. Nhìn vào cái bao bì ở phía trước, các bạn lưu ý cho mình một cái điểm, đó là cái tem chống hàng giả. Tem này là hàng chính hãng t.vn, tức là bao giờ người ta cũng phải có cái tem này để đó là tem chính hãng, tem chống hàng giả. Cáo là không nên sử dụng keo tăng lực để phát huy hết cái tính năng của mặt vợt. Đấy là cái khuyến cáo. Thường và nên sử dụng cái keo Butterfly Flea Track 2, keo Isaka Noisy và keo Nitaku Erip. Và đây là cái keo mà chính hãng nhằm cái giảm, tránh cái hiện tượng mặt vợt căng quá độ, dẫn tới là cái tình trạng như là tét, rách và làm giảm cái độ bền của mặt vợt. Thì đây là cái khuyến cáo của công ty Tech cho cái mặt vợt Tenere nói chung và dòng mặt vợt Tenere 05 nói riêng. Còn bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về dòng mặt vợt Tenere 05. Ở đây các bạn biết là có một cái chữ màu trắng rất to ở phía sau của bao bì, tức là đây là nó nằm ở trên cái lớp giấy, là dòng Butterfly. Đây là dòng của Nhật Bản nổi tiếng rồi. Và có cái chữ đây là chữ 05, thì các bạn biết đây là dòng mặt vợt Butterfly Tenere 05. Ở đây người ta cũng ghi rõ đây là Tenere 05. Còn ở đây có cả cái nơi sản xuất và nơi địa chỉ của nó. Còn cái dòng đây, dòng này là sử dụng mặt đen, tức là mình sẽ dán cái mặt vợt này vào cốt vợt Sarius. Đấy, với kết hợp với cả mặt vợt Tenere 64 nữa. Thì mặt vợt này là mặt vợt màu đen. Đây là ký hiệu là Black này các bạn này. Với bề dày của mặt vợt là 2.1. Điều quan trọng khi mà chúng ta tìm hiểu là dòng mặt vợt này là dòng mặt vợt của nước nào, của hãng nào và ký hiệu ra sao. Đây các bạn để ý cho mình cái ký hiệu này nhé các bạn nhé. Đấy, khi mà chúng ta cầm cái bao bì cái sản phẩm của dòng mặt vợt Tenere 64 hay bất kỳ một cái dòng mặt vợt Tenere nào, thì các bạn để ý xem đây là mặt vợt đen hay là đỏ này, bề dày này, đấy, màu gì này, bề dày này, ký hiệu là AVH này, để chúng ta so sánh xem là cái chữ dập chìm ở trong cái lớp spool nó là bao nhiêu. Đấy các bạn nhé, tức là nó có tương ứng với cái bao bì hay không, là AVH này, TK này, và quan trọng nhất là chúng ta để ý là đây là H012245AV6C2. Và ở đây các bạn lưu ý đây có cái chữ đầu tiên là ở mã vạch này là có ký hiệu số 4, thì đây là nước Nhật Bản sản xuất cái dòng mặt vợt này chứ không phải là nơi khác. Và ở đây người ta cũng chia sẻ cho quý vị và các bạn dòng mặt vợt này là dòng mặt vợt Tenere. Thì cái thông số kỹ thuật của cái bao bì này, cái mặt vợt này là 17.5 nhân với 20 cm, cân nặng là 85 đến 95 gram, và sản xuất năm 2022 này. Đấy, các bạn lưu ý là đây là cao su thiên nhiên đến từ nước Nhật Bản của hãng Butterfly. Đấy, còn công ty chính của nó là ở thành phố Hồ Chí Minh. Đó là về mặt bao bì của dòng mặt vợt Tenere 05. Thì quý vị các bạn lưu ý cho mình là thứ nhất là nhìn vào tem, cái tên 05, Tenere 05. Thứ hai nhìn vào đây, và quan trọng nhất là nhìn cái khu vực này các bạn này. Mặt vợt này là mặt vợt màu đen. Đây, các bạn nhìn đây là màu đen này các bạn này. Nhìn nghiêng qua ánh sáng thì các bạn sẽ thấy được là nó chất lượng và nó đẹp như thế nào. Đấy, một màu đen tuyền, rất đẳng cấp. Nói chung cái dòng mặt vợt Tenere trở lên, như hiện nay có dòng mặt vợt Dynic, cái mặt vợt đấy cũng là hàng chất lượng, giá cao hơn so với dòng mặt vợt Tenere, cũng hết sức là tuyệt vời các bạn nhé. Đây là dòng mặt vợt đắt tiền, cho nên là chúng ta sẽ yên tâm
về tính năng của nó. Đây các bạn để ý, đây là dòng mặt vợt Tenere 05 của hãng Butterfly. Một điểm chung nữa cho dòng mặt vợt Tenere hiện nay vẫn là sử dụng cánh bướm to và cánh bướm nhỏ. Đấy, còn khác, tức là khác với logo của cốt vợt Nhật Bản là hai cánh bướm của nó ở cái tem bạc là hai cánh bướm đều to, nhưng mà dòng mặt vợt Tenere thì nó lại vẫn giữ cái nét cổ điển là cánh bướm to và cánh bướm nhỏ, tức là một cái nhỏ và một cái to. In Japan này, và ký hiệu của nó là 14-001. Cái này là hãng sản xuất để quy định rồi. Đấy, các bạn nhìn qua đấy, xem là dòng mặt vợt Tenere 05. Đấy, các bạn nhìn qua ánh sáng ở góc quay với cái ánh sáng chiếu vào thì nó sẽ đẹp hơn nhiều. Đấy, các bạn nhìn đẹp không ạ? Đây, cái ánh sáng chiếu đây rất đẹp đây các bạn này. Bây giờ mình sẽ kiểm tra xem là nó có sự tương ứng không các bạn nhé. Đây, cái vị trí này là rất đẹp này. Đây, các bạn nhìn lại một chút này. Ở đây có ký hiệu là AVH, chữ tiếng Nhật, 2.1mm, H012245AV6C2. Và bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra trên bao bì. Trên bao bì ở chỗ này mà mình đã chia sẻ quý vị và các bạn. Đây, AVH TK này, ký hiệu H012245AV6C2. Đó, đây là cái dòng mặt vợt. Và cái ký hiệu, cái mã có cả chữ và số này trên bao bì, nó trùng với cái phần chữ người ta đã dập chìm ở trong cái lớp spon trên dòng mặt vợt Tenere 05 này, hoàn toàn trùng khớp. Cho nên các bạn có thể yên tâm về dòng mặt vợt Tenere này. Đấy, các bạn nhìn đấy, đẹp. Theo mình đánh giá đây là một cái dòng mặt vợt cao cấp mà rất là dễ đánh. Dù Tenere 05, 80 hay 64 hoặc là FX, 05 FX, 64 FX, cái điểm chung là về lớp spon rất là đẹp và cái lớp bọt khí của nó rất là mịn. Từ người dễ tính cho đến khó tính đều thích chơi dòng này. Đối với người khó tính nhất thì người ta đều thích chơi dòng này, tại vì rất là dễ chơi và dễ điều khiển. Đấy, tuy nhiên này, cái giá thành của nó hơi đắt. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về thông số cái dòng mặt vợt này để cho quý vị và các bạn biết. Dòng mặt vợt Tenere 05 là dòng mặt vợt của hãng Butterfly với độ cải tiến tốt nhất để tạo ra độ xoáy và tốc độ. Về mặt độ xoáy của nó được chứng nhận theo tất cả các kết quả đo kiểm về mặt hóa học và nhận xét hầu hết của các tay vợt đẳng cấp thế giới, thì dòng mặt vợt Tenere 05 này hoàn toàn là dòng mặt vợt cao cấp. Đấy, còn nếu mà chúng ta muốn chơi một cái dòng cao cấp hơn thì chúng ta có thể chơi mấy phần mặt vợt là Denix 05. Tuy nhiên thì chúng ta biết được là cái dòng 05 này là tạo độ xoáy rất lớn, chân gai nó thấp hơn, nó dày hơn so với Tenere 64. Đấy, về mặt thông tin từ phía sản xuất thì tốc độ của nó là 13, thua mặt vợt Tenere 64 có 0.5 thôi. Mặt vợt Tenere 64 là 13.5, còn ở mặt vợt Tenere 05 thì nó là 13. Do mặt vợt Tenere 64 tốc độ thì là cao hơn là 13.5, còn Tenere 05 là 13. Nhưng mà độ xoáy của dòng mặt vợt Tenere 05 thì nó lại là 11.5. Dòng mặt vợt Tenere 64 nó lại là 10.5. Về độ cứng thì dòng mặt vợt Tenere 64 và 05 đều có độ cứng giống nhau, đó là độ cứng bằng 36. Đấy là về theo hãng sản xuất. Còn đối với phản hồi của người dùng thì có rất nhiều cái cảm nhận, cho nên mình không chia sẻ. Mình chỉ chia sẻ cho quý vị và các bạn đối với nhà sản xuất thôi. Mặt vợt Tenere là mặt vợt mà rất nhiều các vận động viên chuyên nghiệp dùng, vì mặt vợt này không nảy bằng 64. Tuy nhiên thì độ xoáy thì lại xoáy hơn, giúp cho các vận động viên chuyên nghiệp tạo ra độ xoáy cao. Đấy. Cho nên cái dòng mặt vợt Tenere này, do tốc độ nó chậm hơn so với dòng 64, cho nên dễ kết hợp với các cốt, mà đặc biệt là cốt vợt có độ nảy cao, để cho và cũng là giúp cho cái người chơi cân bằng giữa tốc độ và độ xoáy. Đấy. Và dòng mặt vợt Tenere 05 này có thể chơi cho cả mặt thuận tay và mặt trái tay, tức là mặt phải và mặt trái,
chúng ta đều có thể chơi dòng mặt vợt Tenere 05. Nhiều người cứ lựa chọn dòng mặt vợt Tenere 64 hoặc 80 hoặc là dòng FX. Tuy nhiên thì quý vị và các bạn biết là dòng mặt vợt Tenere 05 có thể chơi cả cho phải tay và trái tay. Quý vị và các bạn lưu ý cho mình, đây là cái dòng mặt vợt Tenere 05. Nếu mà chúng ta cần cái sự kiểm soát tốt hơn, mềm hơn, dễ điều khiển hơn thì chúng ta có thể sử dụng là Tenere 05 FX. Đấy, để chúng ta chơi cho nó đảm bảo cái độ kiểm soát tốt hơn. Nhưng mà cái dòng mặt vợt Tenere 05 là mặt vợt xoáy nhất, cho nên chúng ta có thể sử dụng với cốt vợt nảy, có độ nảy cao. Ví dụ như mình sẽ lắp mặt vợt này lên trên cái cốt vợt Sarihut huyền thoại, một cốt vợt mà mang tính tốc độ và đầy uy lực. Đấy, các bạn lưu ý cho mình. Trên đây mình đã chia sẻ cho quý vị và các bạn về thông số cũng như là tính năng của mặt vợt Tenere 05 của hãng Butterfly. Hy vọng quý vị và các bạn luôn quan tâm và yêu thích bằng cái like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình. Đó là kênh Sport Ngọc Hoài. Rất cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo.